Hoan nghênh đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày mà ông Công ông Táo về chầu trời trình báo với Ngọc Hoàng những sự việc xảy ra trong suốt một năm qua, đồng thời gửi lời cầu nguyện của gia chủ trong một năm mới an lành, hạnh phúc. Tuy nhiên, ngày nay do quỹ thời gian hạn hẹp nên nhiều người thường vô tình phạm phải các sai lầm đại kỵ trong quá trình thờ cúng táo quân, dẫn đến gia đạo sóng gió, gian khổ trăm bề. Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ, vào ngày cúng táo quân có một số nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần đặc biệt lưu ý để tiễn năm cũ, đón năm mới thật trọn vẹn. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Cúng ông Công ông Táo có thứ này gia chủ sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc ùn ùn kéo vào. Theo truyền thuyết, Táo Quân là vị thần được Ngọc Hoàng phái xuống trần gian để theo dõi, cũng như ghi chép những việc làm thiện ác của con người dưới hạ giới hàng năm. Cứ tới ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình để báo cáo tất cả những công việc lớn nhỏ trong năm qua. Bởi thế mà người Việt cho rằng Táo Quân chính là vị thần sẽ định đoạt thịnh suy của gia đình trong năm mới. Chính vì thế, ngày 23 Tết, các gia đình thường làm mâm cỗ thịnh soạn, long trọng với mong muốn các táo quân sẽ phù hộ cho gia đình, báo cáo những việc và nói giảm, nói tránh những việc chưa tốt, chưa đúng với Ngọc Hoàng. Lễ cúng ông Công ông Táo có thể bắt đầu từ tối ngày 22 tháng Chạp đến 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Thế nhưng mâm cỗ cúng ông Công ông Táo gồm những gì? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn một số gợi ý chuẩn bị mâm cỗ mặn cúng ông Công ông Táo đầy đủ nhất, gia đình nào cũng nên cần. Thông thường, mâm cỗ cúng truyền thống bao gồm rất nhiều món, bao giờ cũng có lễ vật và các món ăn. Thứ nhất, lễ vật cúng ông Công ông Táo gồm những gì? Trước khi sắp mâm cỗ cúng ông Táo, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cúng táo quân bao gồm có 3 chiếc mũ táo quân, 2 chiếc mũ ông Táo có cánh chuồn, 1 chiếc mũ bà Táo không có cánh chuồn. Cả 3 mũ đều được trang trí lóng lánh và sặc sỡ. Ở nhiều nơi, người ta chỉ sử dụng một chiếc mũ có cánh chuồn để tượng trưng, kèm theo áo và đôi hia giấy. Màu sắc của áo mũ của ông Công ông Táo thay đổi theo ngũ hành để đơn giản. Cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một cỗ mũ ông Công ông Táo có 2 cánh chuồn, lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia bằng giấy. Những đồ vàng mã này bao gồm mũ, áo, hia và một số vàng thoi bằng giấy sẽ được đốt đi và sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị cũ, sau đó người ta lập bài vị mới cho Táo Công. Theo phong tục xưa, riêng đối với những người nhà có trẻ con, người ta còn cúng táo quân một con gà. Ngoài ra để táo quân có phương tiện về chầu trời, ở miền Bắc, người ta còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước. Ngụ ý cá chép hóa long, nghĩa là cá chép biến thành rồng đưa ông Táo về trời. Con cá chép này sẽ phóng sinh, thả ra ao hồ hay sông sau khi cúng. Tiếp theo là chuẩn bị mâm cỗ cúng. Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn với những xôi gà, chân giò luộc, các món nấu, nấm măng hay lễ chay với những chầu cau, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc để tiễn táo quân. Mâm cỗ cúng ông Táo trong truyền thống bao gồm các món cơ bản như sau: một đĩa gạo, một đĩa muối, 5 lạng thịt vai luộc, một bát canh mọc, một đĩa xào thập cẩm, một đĩa giò, một đĩa xôi gốc, một đĩa chè khô, một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, 3 chén rượu, một quả bưởi, một quả cau, lá trầu, một lọ hoa đào nhỏ, một lọ hoa cúc, một tập giấy tiền vàng mã, trong đó không thể thiếu cá chép. Vậy tại sao trong mâm cỗ cúng táo quân lại có cá chép? Tiến sĩ văn hóa Trần Long cho biết, dân gian lưu truyền nhiều dị bản liên quan đến chuyện ông Táo và cá chép. Có chuyện kể rằng, Trọng Cao có vợ là Thị Nhi, ăn ở với nhau đã lâu mà không có con nên buồn phiền hay cãi cọ. Một hôm Trọng Cao đánh vợ nên vợ bỏ đi. Một thời gian sau, người vợ lấy chồng khác là Phạm Lang. Trọng Cao thấy có lỗi nên đi tìm vợ. Dọc đường tiêu hết tiền nên ăn xin, tình cờ Trọng Cao xin ăn đúng nhà của vợ chồng Thị Nhi, hai bên nhận ra nhau. Khi Phạm Lang trở về, Thị Nhi bảo Trọng Cao trốn vào đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang đốt đống rơm để lấy cho bón ruộng mà không biết có người đang trốn. Rơm cháy, Trọng Cao bị chết thiêu. Thị Nhi thấy vậy nhảy vào đống rơm đang cháy chết theo. Phạm Lang không hiểu chuyện gì, thấy vợ chết liền nhảy vào chết theo vợ. Thượng đế biết chuyện, lấy 3 người đều sống có tình nghĩa nên sắc phong làm táo quân, gọi chung là định phúc táo quân, mỗi người giữ một việc. Phạm Lang làm thổ công trông coi việc bếp, Trọng Cao làm thổ địa trông coi việc nhà cửa, Thị Nhi là thổ kỳ trông coi việc chợ búa. Về cá chép vàng, dân gian truyền miệng đây là một loài động vật sống trên thiên đình, nhưng do phạm lỗi nên bị đẩy xuống hạ giới.
Sau khi tu thành chính quả, cá chép sẽ hóa rồng và bay trở lại thiên đình. Câu chuyện ông Táo cưỡi cá chép để hiện trong mong ước của nhân dân về sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Đó là mơ ước ngàn đời của con người. Dân gian tin rằng cưỡi cá chép thì được thăng hoa, thăng tiến. Thứ ba, nghi lễ tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Theo quan niệm của người xưa, Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được Trung ương Hoàng đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ giới. Họ đều là nguyên thần của các vị thần tiên trên trời, được nhận sắc lệnh của Ngọc Hoàng, Thượng Đế mà xuống cai quản ở trần gian. Họ đại diện cho thần tiên. 1. Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, cai quản đất đai, âm trạch và long mạch của gia đình, ta hay gọi là Thổ Thần Thổ Địa. 2. Đông Chủ Tư Mệnh Táo Quân Phủ Thần Quân, cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp núc của gia đình, đây chính là vị thần tấu sớ lên Ngọc Đế, ta hay gọi là Thổ Công Táo Quân. 3. Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần, cai quản toàn bộ việc mua bán hàng hóa, đồ ăn thức uống cho gia đình, ta hay gọi là Thổ Kỳ. Do vậy, gia chủ có thể làm ban thờ ba vị này chung một bát nhang, ta cũng không nên để bát nhang thổ thần, thổ địa ở cùng với ban thờ gia tiên. Tuy nhiên, kể cả không có ban thờ, thì gia chủ có thể làm lễ cúng các vị trên một chiếc bàn riêng để ở ngoài sân, ngoài hành lang hay ở giữa phòng khách nhà mình ở. Trên bàn cúng, các vị nên trải vải đỏ. Quý vị thân mến, sau khi đã nắm bắt được những nguyên tắc quan trọng khi thờ cúng Táo Quân, gia chủ cũng cần lưu ý đến những điều kiêng kỵ trong dịp quan trọng này để gia đạo luôn được an yên, hạnh phúc. Vậy đó là những điều đại kỵ nào? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình để tránh không phạm phải nhé! Đại kỵ thứ nhất, cúng lễ ở ngay dưới sân bếp nhà mình. Bởi ông Táo là các vị thần bếp nên có một số gia đình cho rằng nên đặt mâm cơm và đồ lễ cúng ông Công ông Táo ở dưới bếp. Tuy nhiên, quan niệm này không thực sự đúng và chưa thuyết phục được nhiều người, trong đó có các chuyên gia về tâm linh, phong thủy. Theo phân tích của các chuyên gia phong thủy, khi thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo, bạn nên thắp hương trên ban thờ của gia đình. Nếu như ban thờ Táo Quân đặt ở gần bếp thì thực hiện nghi lễ cúng tại ban thờ này. Còn trường hợp gia đình không có ban thờ riêng thì phải thắp hương tại ban thờ thần linh hoặc gia tiên, chứ tuyệt đối không nên cúng và đặt đồ lễ ở dưới bếp. Đại kỵ thứ hai, khi cúng lễ không nên cầu xin quá nhiều. Trên thực tế, rất nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của ngày cúng ông Công ông Táo mà bày tỏ nguyện vọng của mình một cách quá tham lam. Như đã nói, ngày lễ cúng này để tiễn các vị thần về chầu trời, các vị Táo Quân canh giữ cuộc sống của gia đình trong năm qua sẽ tâu với Ngọc Hoàng về những chuyện tốt xấu của gia chủ, chứ không đề cập đến vấn đề tài lộc. Chính bởi vậy, khi cầu khấn trong nghi lễ, bạn nên tránh xin tài lộc để tránh làm phật lòng các vị thần linh. Đại kỵ thứ ba, thả cá vàng từ trên cao xuống. Hầu hết các gia đình đều mua cá vàng còn sống để cúng và thả xuống sông, hồ, với mong muốn các vị Táo Quân có phương tiện để bay về trời. Tuy mang ý nghĩa tốt đẹp, nhưng khi thực hiện tục thả cá này, có rất nhiều người thực hiện hành động phản cảm khi thả cá từ trên cao xuống khiến cá bị chết. Điều này thực sự không nên, và bạn cũng nên tránh khi muốn thể hiện lòng thành kính của mình với các vị thần linh một cách trọn vẹn nhất. Để làm lễ phóng sinh cá vàng, bạn nên tìm những nơi có nguồn nước sạch, nhẹ nhàng thả cá và để chúng tự bơi ra xa. Quý vị thân mến, hy vọng là những chia sẻ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn trong việc thờ cúng ông Công ông Táo để thuận phong thủy, giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như sự bình an cho các thành viên. Nếu thấy thông tin trên hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ với mọi người xung quanh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!